Vâng, chào các bác nhé. Hôm nay thì em vừa về được 4 con âm ly này các bác này. Đấy, 4 con âm ly của hãng Bioner ha. Và một con lọc Onkyo. Đấy, và cùng với đó thì có một con đẩy Nhật ha. Con này là con đẩy Ramsa các bác này. Rồi em sẽ quay từng con cho các bác xem chi tiết đây. Đầu tiên là cái con lọc ha. Đây các bác cùng xem thương hiệu Onkyo các bác này. Và cái model của nó là E390 ha. Đây con này thì các bác có thể ghép nghe nhạc hoặc là hát karaoke gia đình ha. Đây chất tiếng thì cực kỳ hay luôn các bác ạ. Bass mid chép lên rất là nhiều ha. Rồi và các bác cùng xem đây, 2 4 6 8 10 cần ha. 10 cần chỉnh chung cho hai vế led right này các bác này. Đấy. Con này về thì rất là mới ha. Đây các bác cùng xem này. Đây chỗ này thì có những cái đèn ha. Đây con này đẹp lắm các bác ạ, đẹp từ trong ra ngoài luôn và tất cả là sim nguyên bản ha. Rồi vẽ sẽ mở bên trong cho các bác cùng xem này. Bên trong nội thất đây ha. Đây, bên trong thì còn rất là mới này, các bác cùng xem ha. Đây, vĩ mặt thì chỗ này này các bác này và bên đây nữa ha. Đây, vĩ mặt bên đây các bác này. Đây, lọc Nhật thì chất âm của nó rất là chi tiết rõ ràng ha. Nốt nào ra nốt đó các bác, rất là chi tiết luôn. Rồi và đây là phía sau này các bác này. Rồi, những đường vào này, đường ra này và đường ra sấp này các bác này, sấp điện ha. Rồi và các bác cùng xem đây, Onkyo E390 Made in Japan này các bác này. Điện 100V ha, công suất tiêu thụ là 10W thôi các bác. Đấy. Rồi, bác nào mà dàn thiếu bát mid chép thì các bác bổ sung con này ha. Giá rất là mềm các bác ạ. Rồi con này thì em có xin báo giá với các bác ha, là 2,5 triệu em bao ship ha. 2,5 triệu là em bao ship toàn quốc này các bác này. Đấy. Rồi và tiếp theo là hai con Bioner. Đây, Bioner A535 này các bác này. Đây Bioner 535 ha, em về được hai con giống nhau. Đấy màu đen các bác ha. Rồi dòng này thì các bác chơi được AB cộng B này. Đấy bass chép ba lăng các bác này. Low led đây ha, low led cho các bác chơi giải trầm này. Đấy hai con này về thì cũng còn khá là mới ha, hàng bãi Nhật về. Đấy, tất cả là siêu nguyên bản các bác ạ. Rồi và nắp lưng thì nó cũng có bị cắn móp ha. Đấy cả hai con đều bị luôn, nó hơi cắn móp như vậy các bác này. Đấy hàng bãi về nó đè lên nhau ha, cho nên là nó hơi bị cắn móp các bác. Rồi em sẽ mở bên trong cho các bác xem đây. Đấy con này thì công suất khá là khỏe ha. Các bác ghép những đôi loa Nhật bass 30 là các bác nghe nhạc rất là tốt ha. Rồi và đây là tổng thể bên trong này các bác này, một nguồn này. Hai tủ lọc này các bác này. Này, vĩ mặt đây ha các bác ha. Rồi con này nó chạy tổng cộng là 4 sò than ha, sò than Toshiba loại lớn này các bác này. Hai con xanh, hai con đen. Đấy. Cái con ở dưới thì nó chạy 4 con đen ha. Còn con trên này thì nó chạy 2 xanh, 2 đen các bác này. Sò là sò Toshiba ha. Rồi em sẽ quay phía sau đây. Đây phía sau ha, cả hai con này các bác này. Đây, hàng bãi về ha, như vậy là còn tuyệt vời được các bác. Rồi và cái thông số này các bác này. Đấy, điện 100V ha, công suất là 160W này. Đấy, Bioner A535 này các bác này. Rồi những đường vào đây. Rồi trở kháng đây ha, trở kháng là từ 4 tới 16 ohm, A cộng B là 8 tới 32 ohm. Đấy, hai cầu loa rất là lớn này các bác. Rồi, chất âm của Bioner thì rất là tuyệt vời ha. Đấy, tiếng cực kỳ hay luôn các bác, nghe nhạc ha. Rồi em có xin báo giá với các bác luôn là 2,6 triệu một con em bao ship ha. Bioner 535 2,6 triệu một con bao ship toàn quốc này các bác này. Rồi em có hai con ha. Rồi và tiếp theo là một con âm ly vẫn là Bioner. Đây các bác cùng xem đây. Bioner A505 ha. Con này thì công suất khỏe hơn các bác này. Đấy. Rồi các bác cùng xem mặt mũi ha. Bioner 505. Đấy, bass mid bass chép ba lăng đây các bác này. Ba lăng là gạt qua gạt lại ha. Đây ba lăng đây. Low net này các bác này. Đấy, low net đây ha. Volume đây. Những đường vào là các bác này. Đấy, con này đã được AB cộng B ha. Rồi và đây là phía trên mặt lưng đây. Con này thì mặt lưng còn đẹp này các bác này. Này. Rồi em sẽ mở cho các bác xem nội thất đây.
Đấy, bên trong còn rất là mới ha. Các bác xem này, một nguồn này, hai tủ lọc đây các bác này. Đấy. Và con này nó chạy 4 sò than. Đây em quay cho các bác xem sò ha. Đây nó chạy 4 sò than các bác này. Đấy nó giống con 535 ha. 4 sò than Toshiba, hai con xanh, hai con đen này. Rồi và đây là phía sau của âm ly đây. Đấy, cái thông số này các bác này, điện 100V ha, công suất là 180W này. Đấy, những đường vào này các bác này. Trở kháng là từ 6 tới 16 ohm, A cộng B là 12 tới 32 ohm ha. Rồi, Pioneer 505 180W ha. Đấy, các bác ghép những đôi loa Nhật bắt 30 là nghe nhạc vô tư ha. Rồi em có xin báo giá với các bác luôn, con này là 2.8 ha. 2.8 bao ship này các bác này. Pioneer A505. Đấy, 180W. Rồi và tiếp theo là một con Pioneer tiếp ha. Đây vẫn là Pioneer. Model là AV1002 này các bác này. Đây con này thì công suất nó khỏe ha. Đấy. Rồi các bác cùng xem đây. Những đường vào A cộng B này. Bát chép. Ba lăng đây các bác này, ba lăng đây ha. Volume đây. Này, con này thì còn mới này, mặt này còn sáng bóng ha. Và đây là mặt lưng đây. Đấy, mặt lưng cũng còn đẹp luôn ha. Rồi em sẽ mở bên trong cho các bác xem đây. Đấy, bên trong nội thất của con AV1002 đây, Pioneer ha. Một nguồn này, hai tổng lọc này. Đấy, nó cũng chạy 4 sò than dưới này ha. Nằm ở dưới cái vị tản nhiệt này các bác này, nằm ở phía dưới á. Đấy, con này thì vĩ mặt rất là nhiều ha. Đây, những con tụ các bác này. Rồi, em sẽ quay ở phía sau đây. Con này thì công suất khá là khỏe luôn. Trên 200W các bác này. Đây, đây là phía sau của âm ly ha. Đây, những đường vào dưới này các bác này. Phone, CD, tuner này. Đấy, và thông số đây ha. Đi 100V này, công suất là 240W ha. Đấy, Pioneer AV1002 này. Rồi trở kháng là từ 4 tới 16 ohm, A cộng B là 8 tới 32 ohm ha. Đây là hai cầu loa đây. Rồi, con này thì 240W ha, rất là khỏe cho các bác chơi luôn. Rồi con này thì em có xin báo giá với các bác luôn là 2.9 bao ship ha. 2.900 em bao ship toàn quốc này các bác này. Rồi và cuối cùng là một con đẩy Ramsa, hàng bãi Nhật về đây. Đây thương hiệu Ramsa ha, và model là QB1001 này các bác này. Dòng đẩy 2 cân, 2 volume đây. Một đốt nguồn đây ha. Đấy con này về thì nó bị nứt một chỗ này các bác này. Đây ha. Nứt một đường nhỏ ở đây ha. Đấy, cho nên con này em sẽ bán giá mềm cho các bác chơi này. Rồi. Nắp lưng thì cũng có xước xước ha. Hàng bãi về các bác. Rồi và em sẽ quay bên trong. Con này thì nó đánh 4 sò Senken 2 vít các bác. Rồi, tổng thể các bác cùng xem bên trong nội thất này. Một nguồn Ramsa này. Đây, tủ lọc ha. Và 4 sò than Senken 2 vít đây. Đây, một con, hai con các bác này. Và bên đây hai con nữa ha. Đấy. Bên trong còn rất là mới luôn, các bác cùng xem này. Đấy, tất cả là riêng nguyên bản ha. Rồi, em sẽ quay ở phía sau đây. Đây, một quạt tản nhiệt phía sau này. Ở thông số đây ha, đi 100V này, công suất là 480W ha. Đấy, đường vào là đường 6 ly này, hoặc là Canon này các bác. Đấy, trở kháng là 4 tới 8 ohm ha. Rồi, con này thì tình trạng nó bị nứt một chỗ ở đây ha. Thì em có xin báo giá với các bác luôn. Là 2.6 em bao ship ha. Đấy, con này thì các bác chơi những đôi loa Nhật bass 30 là vô tư này. Đấy, ghép vàng hát karaoke ha. Rồi, con này là 2.6 em bao ship này. Rồi bác nào mà quan tâm thì alo cho em nhé. Đây số điện thoại của em đây. 0981 38 48 42. Rồi em có xin chào các bác nhé.